Em đừng giận nữa mà. Anh lỡ tay like có một cái thôi à, con nhỏ đó đâu có gì đâu em. Anh lỡ chứ anh đâu phải cố tình đâu em, nói thiệt mà. Thôi đừng giận nữa nha, tí hình nhận đi ăn nha. Tí những đi trà sữa nha. Nghĩ mà. Quá phũ phàng, quá là lạnh lùng. Tuy nhiên, không lạnh bằng chiếc máy lạnh này đâu các bạn. Ngày hôm nay Hương sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy lạnh đến từ thương hiệu Panasonic một ngựa. Và hy vọng rằng là chiếc máy lạnh này sẽ mang đến cho các bạn chúng ta một cảm giác thiệt là mát lạnh cho mùa hè này. À quên, mã sản phẩm của chiếc máy lạnh này là CU-CS-BU9UKH8. Ngay bây giờ hãy cùng Hương tìm hiểu sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Chiếc máy lạnh này mới ra mắt trong năm 2018 và thuộc dòng inverter tiêu chuẩn của Panasonic. Đây cũng là sản phẩm nối tiếp thành công của model Panasonic inverter một ngựa với mã sản phẩm là BU9TKH, luôn đứng trong top máy lạnh bán chạy nhất trong năm 2017. Và khoác lên mình màu trắng ngọc trai tinh tế quý phái nên máy có thể làm đẹp hơn gian phòng của bạn. Kèm theo đó, cửa gió cũng được thiết kế rộng hơn, giúp gió thổi xa hơn, thời gian làm lạnh cũng nhanh hơn. Phía trước máy còn có đèn nguồn, đèn báo hiệu hẹn giờ và đèn cảnh báo sử dụng chế độ Nano G để chúng ta dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của máy hơn. Và nếu như để ý kỹ hơn thì bạn sẽ thấy ở đây có tem năng lượng 5 sao. Điều đó cho thấy chiếc máy này khá là tiết kiệm điện. Cùng dòng sản phẩm này thì chúng ta có các dòng sản phẩm khác công suất lớn hơn từ 1 ngựa rưỡi, 2 ngựa và đến 2 ngựa rưỡi, tùy theo diện tích gian phòng mà chúng ta lựa chọn cho phù hợp bạn nhé. Tuy là một chiếc máy có khả năng tiết kiệm điện nhưng mà khả năng làm lạnh của chiếc máy này cũng vô cùng ấn tượng các bạn ạ. Được trang bị tính năng Bubble Full với khả năng làm lạnh nhanh sẽ giúp bạn nhanh chóng tận hưởng bầu không khí mát lạnh. Vừa rồi mình có đề cập tới vấn đề tiết kiệm điện, ngay bây giờ Hân sẽ nói rõ hơn cho các bạn chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Panasonic trang bị cho sản phẩm này công nghệ inverter vừa tiết kiệm điện vừa duy trì chính xác nhiệt độ mà lại có độ bền cao nữa. Và theo một số nghiên cứu thì sử dụng máy lạnh inverter của Panasonic thì khoảng 7 năm trở lên mới cần đổi sản phẩm khác trong điều kiện sử dụng thường xuyên. Như vậy sẽ tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn cho gia đình của bạn. Chưa hết, Panasonic còn ưu ái dành chiếc máy lạnh này cho những gia đình có trẻ nhỏ nè, có người già hay là những bạn hay mất ngủ vào ban đêm vì máy vận hành vô cùng êm ái. Khi sở hữu chiếc máy lạnh này thì bạn sẽ không phải lo lắng về việc máy lạnh hoạt động ồn nữa, do chiếc máy lạnh này có tính năng hoạt động siêu êm, cụ thể hơn là nhờ máy nén sẽ hoạt động với tần số thấp và duy trì ổn định. Tính năng này sẽ rất hữu ích nếu nhà bạn có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Ngoài ra, chiếc máy lạnh này còn có tính năng rất tốt cho sức khỏe của bé và toàn bộ thành viên trong gia đình. Đó chính là công nghệ Nano G, giúp cho chúng ta có một bầu không khí vô cùng trong lành và lọc bụi bẩn một cách vô cùng hiệu quả. Nano G là công nghệ làm sạch sử dụng hàng ngàn tỷ phân tử siêu nhỏ, có kích thước nano và lọc không khí cho chúng ta một bầu không khí sạch sẽ, bảo vệ tối đa sức khỏe gia đình của bạn. Vấn đề bảo vệ sức khỏe chưa dừng lại ở đó, Panasonic còn chăm chút cho giấc ngủ của toàn bộ gia đình của bạn qua chế độ ngủ ban đêm. Khi kích hoạt chế độ ban đêm, sau 30 phút hoặc 1 tiếng máy lạnh sẽ tăng thêm 1 độ. Đến khi nào máy tăng 2 độ thì máy sẽ dừng lại. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ không bị rét về đêm, giúp chúng ta ngủ ngon hơn và còn tiết kiệm điện nữa. Máy lạnh Panasonic Inverter một ngựa CU-CS-BU9UKH8 thiết kế nhỏ gọn sang trọng, cửa gió rộng lên đến 79mm, làm mát xa hơn, chế độ Power Full làm lạnh nhanh, công nghệ inverter tiết kiệm điện, duy trì nhiệt độ ổn định, chế độ hoạt động siêu êm tốt cho em bé, công nghệ Nano G giúp trong lành không khí, sạch bụi bẩn, chế độ ngủ ban đêm bảo vệ sức khỏe. Nếu là dòng inverter một ngựa thì chiếc máy lạnh này có giá cả không được cạnh tranh lắm so với một số dòng trên thị trường. Tuy nhiên, với độ bền từ thương hiệu Panasonic, chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí sửa chữa, ngoài ra là khoản tiết kiệm tiền điện hàng tháng nữa. Và chiếc máy này đang được bán tại Điện Máy Xanh với mức giá là khoảng trên 10 triệu đồng. Và kèm với đó là các chương trình khuyến mại cực sốc và chương trình chế độ trả góp. Các bạn nào muốn mua hoặc là thích chiếc máy này hãy đặt ngay hôm nay để được Điện Máy Xanh giao hàng tận nơi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh và cách click vào logo ở dưới. Điện Máy Xanh luôn muốn mang lại cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.